Đây gối là nào xuống đây rồi xong rồi. Trước à, hạ xuống tới đây, chưa hạ xuống tới đây. Hạ xuống tới đây, hạ xuống tới đây. Rồi, để xuống tự nhiên, đừng có đạp tỏa. Rồi, hết nha. Là như vậy, lấy gối này ra là để gối này. Đây gói này, gói này ra hai chú ba. Đây gói cao. Nhóm lấy gói cả. Nhóm mà trước là phải cụ xuống một xíu đó. Để khăn luôn lên, để cho mình đặt cái kèn nhá. Để đây có. Mà nó chữa ngang ngắn là ha. Rồi, sửa lại. Nè, gia đình một người đại diện đứng ngay giữa nhìn lưng gương mặt của bà cụ nè. Qua qua. Có cái não đâu hả? Ừ. Ôm nè, ôm. Gối này lắc bỏ luôn hay chú ạ? Bỏ luôn. Để nhìn 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 lấy quần áo luôn. Gia đình là phía trước đứng coi chụp tấm hình hả, đẩy mặt hả? Okay, em là phía trước đây. Đây gia đình lên khách đi, tập xuống lên khách. Người đời hoặc là con cái chúng chí tôn để trở về ngôi chơi vị cũ, thay mặt ban của mình anh em chúng tôi cầu nguyện chúc chí tôn cũng và các lớn thương liên ban hành ơn cho trở về cõi thiên nhiên cuộc sống đang lo cô lập. Con hết con còn đó. Còn còn nữa không chú? Còn gì nữa không anh chú? Em mua em bán em. Rồi. Hôm nào chưa lại. Xong hết ha. Thank you.
Thank you.
Phải đoàn xin thắp nén nhang trước cầu nguyện cho chân linh của bà được sớm tiêu dương nơi miền cực lạc,
sao sẽ có đôi lời chia buồn cùng với gia đình thân bạn quý tộc đã mất đi một người thân vô cùng thương tiếc trước cảnh sanh ly tử biệt. Thì giờ phút này xin mạn phép xin thông qua cái chương trình buổi điếu tang hôm nay như sau. Phần 1 là lễ lên đèn, phần 2 lễ nguyện hương, phần 3 là đọc kinh điếu tang cũng như thanh sát, và phần 4 là trong phái đoàn có đôi lời để chia sẻ cùng với gia đình đã mất đi một người thân, và phần 5 là lời cáo từ của gia đình. Mày nhớ nhớ nguyện hối ông ta sao không xa thật ông được ta ơi mà mời sáng hay sáng lui ra vị trí cũ. Tiếp theo xin trân trọng kính mời trong gia đình đại diện dự bước vô sáng hay sáng quỳ xuống. Mời sáng hay sáng quỳ xuống. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi lại bấm lại. Mày hát đi tiếp là gì? Hãy tiếp theo mày tên gì? Mày hát. Và phái đoàn xin chân thành ban cơ bản của tỉnh thất Bình Thới là từ Tiến Tuấn cũng như cùng chúng tôi làm lễ cúng tang cho bà. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời chị Lớn Nguyễn Nữ Đầu Tư đại diện cho phái đoàn cũng có đôi lời chia sẻ cùng với gia đình trong ngày tang lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. Kính thưa quý đoàn khách, kính thưa chân linh của bà Cố Phối Sư, kính thưa Tăng Viên, thì kính thưa quý vị, thì ai cũng biết rằng theo định luật tự nhiên, định luật tuần hoàn thì dĩ nhiên là có hữu hình thì phải có hữu hoại, có sanh thì có tử, đó cũng là một cái lẽ tự nhiên. Thì thế nên hôm nay cái định luật này thì đến với bà Cố Phối Sư đây, thì bà đã tách mình ra khỏi có để trở về với hư không, để tấm thân của mình để bỏ trở lại đây cái sắc trần, thì cái chân linh của bà nó sẽ được nhẹ nhàng. Thì kính thưa quý vị, bởi vì thầy cũng có dạy là tử sanh thiên số năng đào, thì trong những lúc mà còn xác ở đây thì chúng ta cũng không biết mà lúc nào đau, lúc nào bệnh và lúc nào tử. Thì đối với vấn đề đó thì thầy đã có dạy chúng ta là coi như là tử sanh thì không thể biết được mà do nơi thiên số. Thì hôm nay đây thì phái đoàn chúng tôi đến đây trước thì cũng xin thắp một nén nhang để cầu cho bà được về nơi cõi vĩnh hằng. Tại sao nữa thì cũng có đôi lời để rồi chia buồn với gia đình. Thì kính thưa quý vị, hôm nay phải nói là một ngày hết sức buồn cho gia đình chúng ta, bởi vì một người đã ra đi, mà người ra đi đây là một người, một bà mẹ và một người bà, một người mẹ trong gia đình mà chúng ta đã từng thân thương, đã từng kính mến và đã từng săn sóc trong mấy năm qua. Thì đối với cái lượng thiêng liêng thì mình đã biết rằng ra đi là như vậy, là coi như là cũng trở về là nơi ngôi xưa vị cũ. Nhưng mà thực sự ra đối với cái phần xác của bà hoặc là đối với cái tình huyết thống của chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào mà không ngậm ngùi, không thương tiếc, không xót xa. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với cái nỗi đau này, đối với gia đình thì là một nỗi đau rất lớn. Và nói chung ở trong đảo chúng tôi thì sự mất mát này và Phối Sư ra đi cũng là một sự mất mát rất lớn cho những người đảo chúng tôi. Kể từ hôm nay trong gia đình thì quý vị đã không còn cái người bà, người mẹ thân thương. Chúng tôi cũng không còn một vị hiền tỷ để nghe những lời khuyên răn, những lời dạy bảo. Thì kính thưa với quý vị, hôm nay tôi nghĩ rằng và trong cái làn khói hương nghi ngút này, chân linh của bà cũng có mặt ở nơi đây để chứng kiến cho tấm lòng của những người đạo cũng như của những người con, những người cháu đang có mặt ở nơi đây để làm cái buổi lễ này.
thì cũng kính thưa chân linh của bà, thì cũng xin là chúng tôi cũng xin nói sơ qua về rồi bà còn xin tiền, thì tôi nghĩ rằng ở cái tính thất bình tới này, cái công quả của bà rất lớn, rồi bà đã coi như là giữ vững cái cơ sở này, cái thánh sở này từ những lúc mà bà còn xin tiền, đến lúc sau thì bà đau bệnh rồi thì bà có thể là không đến nữa. Thì với cái lòng đạo tâm của bà thì hội thánh chúng tôi hoặc là những người đạo ở các tỉnh tới này là sẽ ghi ơn mãi mãi, và những điều đó là những điều mà chúng tôi hết sức là coi như là một tấm gương sáng để mà nói theo. Bởi vì thầy có dạy là để ai công quả với đời thì bị luân hồi dây trả đã dây, và để ai công quả với thầy thì mãi việc trách nhiệm là ngày siêu thăng. Thì chúng tôi nghĩ rằng hiện giờ bà cũng được về nơi cõi vĩnh hằng, hoặc là thầy có dạy rằng lúc ở thế tử tròn nhân đạo thì nay từ trần thiên đấu cụ ngôi, thì tôi nghĩ bà cũng đã về cõi thiên liên nào đó. Thì kính thưa trong tân hiến, thì bổn phận làm con thì thầy có dạy là cái chữ hiếu là coi như cái đạo trọng, thì chúng ta cũng phải còn cái xác thân này thì cũng phải mang ơn cha mẹ, mặc dù cha mẹ của mình đã ra đi rồi trong cái thời gian nuôi bệnh, rồi bây giờ thì đến lúc thì bà ra đi, đối với chúng ta là ra đi, nhưng mà đối với thiên liên thì bà đã trở về. Thì trong cái việc này thì tôi nghĩ con cháu ngoài cái sự đau thương ra thì chúng ta cũng phải còn làm một cái gì đó để nên gọi những hàng bà nhìn xuống đây và bà yên lòng ra đi, là đó là những điều mà hội thánh tôi rất mong muốn. Nghĩa là tất cả quý vị trong gia đình đây, mặc dù cái thời gian qua thì tôi nghĩ là quý vị cũng không có lơ là với đạo đức, quý vị cũng có đến và cũng có hưởng chức sắc cao lớn của hội thánh rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng sau này quý vị cũng tiếp nối cái con đường này, bởi vì con đường này là cái con đường đạo đức mà trước kia cha mẹ của chúng ta đã chọn, đến bây giờ thì chúng ta đi theo. Bởi vì vậy bà đã trồng được một cái cây đạo đức hết sức là xinh xê, đến bây giờ quý vị đang hưởng thay. Những cái trái ngọt này là do công của tiền nhân đi trước, thì bây giờ chúng ta cũng phải dung món cái cây này để rồi chúng ta sẽ được hưởng những cái trái ngọt về sau. Bởi vì ăn trái ngon phải dành lấy hộp, đem gieo trồng mai mốt còn ăn, nhược bằng lấy hộp đem quanh, ngày sau sẽ phải xin ăn của người. Thì cái điều đó là cái điều hết sức là tệ hại cho cái bộ phận con cháu chúng ta. Thì kính thưa quý vị, hôm nay trong cái buổi lễ nhiều cái đau buồn này thì chúng tôi cũng không biết nói sao, thì cũng xin chia buồn với gia đình và cũng xin kính chúc cho gia đình có thật nhiều nghị lực để vượt qua cái nỗi đau này, để rồi chúng ta còn cái bước tiền trình sắp tới của những người còn sống ở thế gian này nữa. Thì những lời cũng không nói hôm nay thì đến đây xin hết. Và một lời cuối cùng, chúng tôi xin cúi đầu trước linh cữu của bà và xin kính chúc chân linh của bà được về nơi cõi vĩnh hằng và được về quê xưa cựu vị, để rồi còn có đậu tiền cho con cháu của mình để đi theo cái con đường lành dù phải mà bà đã đi. Kính thưa đoàn đại quý vị, thì chị lớn quyền lực tư đã đại diện cho hội thánh, đại diện cho các phận quan là chức trách cũng đã đến làm lễ tiếu tang và chia buồn cùng với gia đình anh chị đã mất đi một người thân vô cùng thân thiết, và chia sẻ những chỗ rất rất đau thương khi đã mất mẹ. Thì tiếp theo là chương trình thì cái lời đáp ơn của gia đình cũng chân thành kính mời. Trước đây đang phân như lúc trước di ảnh chân linh mẹ mà hội chúng tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn thánh đoàn đại diện ông thánh và để cảm ơn ban đại diện ban cơ quản hội đạo thành phố đến hướng trước kia được mặt là cầu nguyện cho hội chúng tôi. Thì tôi nghĩ rằng cái sự ra đi này, sự mất mát này, thật sự mà nói chúng tôi có hai cái ý nghĩ, ý tưởng. Cái thứ nhất là tiếc thương ngậm ngùi, cái thứ hai là chúng tôi thôi mình, chúng tôi tiếc thương ngậm ngùi là gần đây về sau dần nghìn năm mãi mãi. Chúng tôi không có nhìn thấy cái bức hình của mẹ giờ cũng thương, tuy nhiên chúng tôi cũng mừng là ở cái chỗ mà đã trải rồi cái nội thế, đó là cái điều của tôi mình. Và cũng xin cảm ơn chúng tôi xin nói tắt rồi, tôi rất là cảm ơn xin nói tắt. Kính thưa đoàn thể quý vị, thì toàn thể phái đoàn cũng xin chia sẻ những cái ngậm ngùi, những cái nghẹn ngào của gia đình trong ngày tang lễ hôm nay. Thì buổi lễ đã mãn, xin mời mọi người.
được cái gì, không muốn về cái gì, sáng hay sáng làm gì. Một lần nữa cái đoàn xin chân thành cảm ơn ban thường quản cũng đã giúp cũng như toàn thể cái gì giúp cho cái buổi tiếng tăng hôm nay thật là long trọng. Cảm ơn quý vị khách đã dành cho chúng tôi bao nhiêu phút, xin chân thành cảm ơn.
đời con trần gian rất khô liêu, nguyện mẹ che chở gìn giữ cho con luôn thắm thiết tin yêu, sâu cho đời cay đắng nhiều, dâng mẹ hồn xác con. Lời kinh nguyện khói hương vương vương thánh cung êm đềm, đẹp sáng ngọn nến trong rực lên niềm thao thức ước mong. Một đời con nguyện thảo hiếu như muôn muôn ánh nến lung linh, anh ân tình tràn chứa đời, dâng mẹ hồn xác. Vương
xin cúi đầu đa tạ và tri ân những người mẹ đã cư mang dòng nội Việt Nam. Ôi biển lớn bao la đâu sánh bằng lòng mẹ hiền, dù mẹ nơi quê nghèo xóm tôi dẫu cô đơn lưu lạc quê tha hương nơi xứ lạ bao nỗi gian truân, mẹ dạy cho con nhớ màu da nhớ cội nguồn, dạy cho con yêu tiếng quê hương biết thương dòng nò. Giờ đây xin mẹ hãy vui, xin mẹ hãy con đang điểm tô công lao của mẹ, bằng công danh hay bằng sự nghiệp, bằng vẻ vang cho dân tộc Việt tươi đẹp không ngừng trên khắp năm châu. Hôm nay xin dâng lên mẹ những trái tim đã trưởng thành và hình bóng của mẹ ở mãi trong chúng con. Con xin cúi đầu đa tạ và tri ân, con xin chân thành đa tạ mẹ Việt tha hương. Ai ơi hãy nhớ lấy lời nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cứ mang. Ơn mẹ trường qua ngọc vàng đền bù sao xiết muôn vàng công ơn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chạm tà soi bóng mẹ. Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm chuyện miên.
biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ thắt thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mắn mát đêm như sao diệu giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm chiều. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. Mẹ
mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bề, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì. Mẹ ơi, chỉ con đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chưa quên lời, mong một ngày mai chan hoa đất mẹ niềm vui. À thương con ra câu ái tự, vợ trong chồng lên núi vọng phú. Chiều chiều trong về biến khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à, lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp ủ bóng trắng gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng du hời, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng đời con ơn nghĩa sinh thành chẳng cũ. Mẹ đã dốc sức hát ru cho con ngày nào vai gầy gánh cơ hàng vì con mà gian nan. Nhưng mẹ bình tâm không than trong đắng cay buồn. Đêm dài ngồi ho như giang thân cỏ ốm yếu, mẹ vuốt rét mướt tái tê đeo trên hình hài. Bao buồn tủi trong đời còn lắng dài trên môi như giọt mồ hôi long lanh mơ ước mẹ. Giữa lúc rời giá thân gầy, mẹ mong tia bình minh lên soi hồn mình tan nỗi niềm. Ngước mắt về phía con ngồi, mẹ thì ra ăn 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 ă
Thank you.